Những phần đất trống sát vỉa hè đường Phạm Tu đoạn qua địa bàn xã Tân Triều bị biến thành chân điểm đổ rác và phế thải từ hơn 3 năm qua. Cái này lâu rồi, cũng phải đến đôi 3 năm nay rồi, đến 3 năm rồi. Nó mất vệ sinh, thứ hai là trong cái môi trường anh ảnh hưởng đến sức khỏe con người đấy. Nên rất là khó, bởi cái điều này là ý thức của người dân, mỗi người là một cái ý thức cực. Rồi bên môi trường người ta làm liên tục ấy, tôi thấy để ý vậy. Cứ khoảng vài tháng ấy, nó tràn ấy, người ta lại dẹp vào nhưng không được. Theo quan sát của phóng viên, thì khu vực bị đổ trộm rác nhiều và ô nhiễm nhất là nơi giáp danh giữa 4 quận huyện là Thanh Trì, Thanh Xuân, Hoàng Mai và Hà Đông. Có lẽ những người đổ trộm phế thải này cũng phải rất chuyên nghiệp mới có thể chọn đúng điểm đổ bậy an toàn nhất, bởi tuyến đường này nhiều năm nay không ai quản lý. Các cái ngày trời nắng nên thì nó sẽ bốc mùi hôi thối và gây rất khó chịu, ảnh hưởng đến cảnh quan, thì rất mong là các cái chính quyền địa phương quan tâm lưu ý và khắc phục vấn đề này. Điều đáng nói là một con đường to rộng như đại lộ với mức đầu tư gần 1,5 nghìn tỷ đồng. Vậy mà sau hơn 3 năm đi vào sử dụng, tuyến đường này không chỉ nhếch nhác về cảnh quan, ô nhiễm môi trường, mà các công trình kết nối như cầu vượt vẫn dang dở, gây khó khăn cho việc đi lại và quản lý địa bàn. Tuyến đường chưa hoàn thiện nên vẫn do đơn vị chủ đầu tư, tập đoàn Bitexco quản lý mà chưa bàn giao cho chính quyền sở tại. Nhiều ý kiến cho rằng, trong khi nhân dân khắp nơi đang rất tích cực chung tay làm đẹp các tuyến đường phố, vậy mà một tuyến đường được đầu tư rất tốn kém, có cơ sở hạ tầng hiện đại như vậy mà nhiều năm qua luôn trong tình trạng nhếch nhác, đang xuống cấp, làm xấu cảnh quan khu vực như vậy thì thật đáng trách.